năm nay hôm nay mình vẫn tiếp tục công việc của mọi người làm game Farmme nha mọi người. Để bắt đầu với đặt đầu tiên nha mọi người. Sẽ giải quyết mắc forex nha mọi người.
chứ mọi người, mình đi cút đất và đá mọi người. Ok, mình đợi hồi năng lượng mình cuốc thêm 3 đá này nha mọi người. À, mình còn 5 đá nữa. Hành này thì tí mình sẽ quay lại mình tưới một lượt nữa mình mới thu được rồi mọi người. Ok, mình sẽ nốt chờ tí mình quay lại ấy mọi người. Tí mình quay lại tưới hành nhé. Thank you.
sẽ gieo cà rốt, sẽ gieo gừng nha mọi người. Hả? Làm việc kia rồi. Hả? Ô, sáng ngủ mệt quá, ngủ thêm với cãi đi. Điên mấy chuyện đi bao giờ Hằng nói đâu mà. Mấy chuyện này không bao giờ Hằng nói hết á. Hằng nó còn mong tao đi nữa chứ đừng. Hằng nó còn mong tao đi nữa chứ đừng có mà nói. Đông thấy đông quá kìa, vô thấy đông đen, xe đồ người đông đen thôi, về nhà luôn cho rồi. Rồi đang đứa nào cũng muốn nước ngọt rồi, nước ngọt tao đâu, vậy? Đồ mua, biết nước ngọt anh có từ chối mua mà. Mà mua mua mà còn nói nữa. Mà mua thì mua 4-5 chai đó mà không có cho, mà không nhớ đến anh nên nó đùi hết mà đồ mà ngồi nó. Tôi đủ miếng chứ rồi mà còn nói nữa, mà mua nước mua mình chứ rồi mà như nó nhớ tới ai, nếu nhớ tới ai hết mà. Ok mọi người, tí này mình qua lại xuống hành sau nhé. Thank you.
nó thành công nó giúp bạn. Thôi các bạn cũng giúp là được đâu.
Huy chứ Huy 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 hát tặng cho hôm nay đó à? Thôi, nhiều mình vác rồi mình tụng hết tung đi được rồi. Có gì? Đi nữa lại. Mình đang để cho cái gì đó. Rong của mình cũng không còn nhớ mất rồi. Công cụ mất hết luôn mà. Bạn quấn quần áo rồi. Quăng cầu quăng
tắt tra cái dòng chữ còn ngoài Google tắt tra bật lại ghi luôn. Quậy lắm. Nhưng bên đầu đang thiếu rồi, lọc còn thiếu. Tao thiệt chứ tao mà ở công ty thì tao dư phải mấy chục cái. Tao mà ở công ty thì chắc tao dư mấy chục cái. Trung bình một buổi tối đánh cỡ phải ít nhất phải 2 video. Thì bữa giờ là biết bao nhiêu video rồi. Mình hai hạt liên tục cứ đủ tới cuối cùng là cứ ra 120 đất 40 đá. Ừ nhanh mà. Đất mà còn kẹp 40 đá 20 gỗ nữa. Nên là thôi để tí nữa để cho lọc nó cuốc. Rất là bờ đâu xa quá quen.
toàn ca sĩ mới nổi không. Thấy không? Thấy mày là mấy? Thật kêu mấy ca sĩ mới nổi cho ra. Mà mày ghen gì à? Cất cái đồ mà mày không giữ cái đó. Tài năng luôn luôn bị ghen tị là đúng rồi mọi người à. Thì tài năng mà, sao nói gì mà không luôn mà. Biết cái tâm ghen tị là phải phụ năm mà, em nói nhiều. Nói gì đâu mày? Nói đã ở. Đang đánh cờ. Hay đôi anh nghe một lời. Khi mà đánh đanh là hả? Ờ, rồi mà quất đây lo chưa cái của tao còn chưa xong mà. Thì tao tôn trọng tao mới nói rớt á, chứ còn không thì luôn. Cái gì? Ai mập? Mày coi trong này chắc có trường Đức là chắc có ai uống không? Cái gì? Đúng không? Tao vừa nói gì thế ta? Sit down.
xin thì dắt, không xin thì dễ. Ý là giải cứu người biết xin là không chứ. Hôm nay thì ra có một ra đó. Gì không đủ?
Thank you.
Cái hạt hồi xưa mình còn tưới một lần nữa nha mọi người. Bye.
mình sẽ reset một nhiệm vụ gà của app này mọi người. Ok, sẽ 45 item nữa mọi người. Thì mình sẽ mua 4 hành. Mua 4 hành, tưới gạo và tưới hành. Sẽ chạy qua mất forest mình gian nha mọi người. Thank you.
video của mình đến đây cũng là cũng kết thúc. Thì hẹn mọi người ở một video tiếp theo. Tạm biệt mọi người.